Alo, có phải anh Phong ở bên công ty tín dụng không thế chấp không ạ? Đúng rồi, chị cần gì? Tôi cần vay một số tiền, thủ tục như thế nào? Thủ tục rất đơn giản chị ạ, chỉ cần giấy chứng minh của chị thôi. Chị cần vay bao nhiêu? Tôi cần vay 50 triệu. Được, ngày mai chị thu xếp giấy tờ lên công ty tôi làm việc nhé. Vâng, cảm ơn em. Mai chị có tiền cà phê cho anh nhé. Ok, cảm ơn chị. Lan ơi, chị đã có tiền vào trong điện thoại mà. Chị nhé.